Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe SH này, rồi Vinner V4 này, Moto BZ1 này, S155, bản thường, bản ABS, Vinner V3, Merking và Sonic Sergio. Thì đồng hành giới thiệu vào trong đây thì có Trang sẽ hỗ trợ giới thiệu ông mà Trang. Hello, xin chào tất cả mọi người ha. Là Trang đây, cảm ơn mọi người đã click vào video mới nhất ở bên cửa hàng bên Trang ha. Thì cập nhật giá mới xe mới nhất tại thời điểm hiện tại mọi người. Đặc biệt hơn khi lên cửa hàng đặt lịch có liên hệ trước, giảm cho mọi người 1 triệu đồng tiền xăng xe đi lại. Kèm theo đó là một combo quà tặng lên tới 3 triệu đồng nhé. Nhớ là phải lên cửa hàng có liên hệ trước với Trang mới được nha. Ok mọi người, đầu tiên là phiên bản này gọi là SH125. Tại thời điểm hiện tại nha mọi người, chỉ có giá là 73 triệu đồng một em cho phiên bản tiêu chuẩn thôi. ABS sẽ là 82 triệu một em, 160 bản mới ABS của mẫu 2024 nha mọi người. Đỏ đen đã về hàng rồi mà em này chỉ có giá là 103 triệu đồng thôi. Anh em mình mua góp mình cầm ngay dòng này giúp Trang từ 30 triệu là anh em mình nhận xe được rồi ha. Thủ tục thì chỉ cần duy nhất một căn cước công dân thôi. Dòng Winner V3 mới về nè mọi người ơi. Hai cái màu cực kỳ là hot đó chính là màu V4. Winner V4 mới về. Hai cái màu cực kỳ hot. Đó chính là phiên bản trắng phối với tem đen và phiên bản bạc nhám phối tem cam đen nha mọi người. Thì 33 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn và 37 triệu đồng cho phiên bản ABS. Giá mới cực kỳ nha mọi người. Cho nên là anh em mình mua xe thì liên hệ trực tiếp để được Trang tư vấn và hỗ trợ báo giá nha. PG1 thì giá cũng chỉ có giá là 29.500 thôi nha mọi người. PG1 29.500 bao gồm thuế VAT 10%. Còn đối với mà anh em mình có nhu cầu mình mua dòng Exciter mẫu mới nhất nha mọi người. Exciter 155 tiêu chuẩn sẽ có giá là 47 triệu đồng, còn ABS sẽ là 49 triệu đồng nha. Anh em mình mua góp mình cầm ngay dòng này duy nhất giúp Trang từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Hoặc anh em mình có nhu cầu mình chẳng trước thêm thì mình cứ liên hệ trực tiếp để Trang tư vấn hỗ trợ về vấn đề lãi suất cho mọi người ha. Vario thì chỉ còn là 36 triệu đồng một em cho khóa thường và 39 triệu đồng một em cho phiên bản khóa Smart Key nha mọi người. Mua góp mình cầm ngay dòng này giúp Trang từ 3 triệu đồng. Ok, qua tới một cái phân khúc ẹt nha cả nhà. Exciter tại thời điểm hiện tại thì giá cũng đang rất là mềm rồi nha mọi người. Tiêu chuẩn chỉ có giá là 41 triệu đồng một em cho phiên bản tiêu chuẩn thôi nha mọi người. Phiên bản đời 2023 và 2024. 2023 phiên bản khóa Smart Key thì chỉ có giá là 44 triệu đồng một em nha. Anh em mình mua gói thì mình cầm ngay dòng này giúp Trang từ 3 triệu đồng là anh em mình nhận xe được rồi ha. Còn đối với những cái phiên bản mà ABS giống như một cái màu xanh lục bản như thế này mọi người, sẽ có giá là 51 triệu đồng nha mọi người. Bao VAT. Khóa thường như thế này đây sẽ có giá là 47 triệu đồng nha cả nhà ha. Đây, những cái phiên bản Smart Key như thế này đây chỉ có giá là 44 triệu đồng thôi. 44 triệu đồng. Hoặc là phiên bản mà xám bánh cam như thế này đây sẽ là có giá là 45 triệu đồng nha mọi người. Rồi là màu đỏ nhám RC cũng chỉ có giá là 44 triệu đồng thôi. Mình mua góp mình cầm ngay dòng này, tất cả những cái dòng này từ 5 triệu đồng. Duy nhất một căn cước công dân cứ liên hệ trước sẽ được bớt và đặt lịch bớt thêm cho mọi người 1 triệu đồng từ 6 xe đi lại nữa ha. Ngoài ra đó thì sẽ xả thêm cho mọi người một lô gọi là Exciter 150 mẫu mới nhất. Thì cũng chỉ có giá là 42 triệu đồng một em thôi. Góp cũng duy nhất cho Trang từ 5 triệu đồng là anh em nhận xe. Còn đối với mà phiên bản MX King này mọi người, 44 triệu đồng một em. Duy nhất cho Trang từ 7 triệu đồng là mình nhận xe. Sonic thì cũng chỉ có giá là 47 triệu đồng thôi. Từ 10 triệu đồng là mình đã có thể lên hồ sơ mua góp được rồi ha. Còn đối với mà phiên bản Sachia nha mọi người, Sachia thì sẽ là 40 triệu đồng một em. Góp cũng cầm ngay giúp Trang dòng này từ 3 đến 5 triệu đồng là mình nhận xe được rồi nhá. SH Mod tiêu chuẩn 3 màu trắng đỏ xanh về phiên bản tiêu chuẩn. Và đợt này á thì giá cũng đang rất là mềm rồi. Cho nên là mình mua góp thì mình chỉ cần cầm ngay giúp Trang từ 7 triệu. Giá duy nhất 57 triệu bao VAT nha mọi người. Trả giúp Trang cái lẻ thôi. Còn lại là chẳng là mình để mình góp mà lãi suất là cực kỳ ưu đãi. Còn đối với những phiên bản ABS sẽ là 63 triệu đồng. SH125 nha mọi người, tiêu chuẩn sẽ có giá là 73 triệu đồng, ABS sẽ là 82 triệu đồng một em. 150-160 xe đồng giá cho mọi người là 103 triệu đồng cho ABS và 90 triệu đồng cho phiên bản tiêu chuẩn CBS 3 màu trắng đỏ xanh nha. Winner V3, nãy thì đã có cập nhật hàng Winner V4 rồi thì có cập nhật hàng Winner V3 nha mọi người. 33 triệu đồng cho tiêu chuẩn và 37 triệu đồng cho ABS cho mọi người. Những cái bảng màu mà cực kỳ là hot nha. Anh em mình mua gói mình cầm ngay nhau này giúp bằng 3 triệu đồng là anh em nhận xe nha. AB 125 nha mọi người. Tiêu chuẩn hai màu, màu đỏ và màu xanh sẽ có giá là 40 triệu đồng một em. Còn đối với mà phiên bản mà đen nhám nha mọi người sẽ có giá là 42 triệu đồng. Mình mua gói mình cầm ngay giúp Trang từ 3 triệu đồng là một nhận xe. AB 150-160 xe đồng giá nha mọi người là 57 triệu đồng một em nha. Gói cũng duy nhất cho Trang từ 10 triệu là mình nhận xe rồi.
khi lên cửa hàng, đặc biệt có liên hệ trước khi nào cũng vậy, sẽ được giảm cho mọi người 1 triệu đồng tiền xăng xe. Nhớ là khách hàng anh cứ bảo là có liên hệ đặt lịch trước với Trang là được nhé. Ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, xin chào.